Thưa các quý vị đại biểu khách quý, ban giám khảo cùng toàn thể hội thi, lời đầu tiên thay mặt cho huyện Đầm Hà xin gửi lời kính chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, là một huyện miền núi ven biển còn nhiều khó khăn, trong những năm qua, huyện Đầm Hà đã có sự thay đổi rõ rệt, bộ mặt của huyện ngày càng được khởi sắc. Đến với hội diễn văn nghệ quần chúng tỉnh Quảng Ninh năm 2022 ngày hôm nay, đoàn nghệ thuật quần chúng huyện Đầm Hà xin được gửi đến quý vị chương trình văn nghệ, nghệ thuật ca ngợi sự thay đổi của quê hương đất nước, hình ảnh của huyện Đầm Hà, một hình ảnh mới với khát vọng mang lại vươn tới tầm cao mới. Qua phần trình bày của các tác phẩm, tiết mục đầu tiên Về Đầm Hà Đi Anh thể hiện của Thanh Hòa, Thu Cát và Tốc Múa Phụ Họa. Thứ hai là tiết mục múa Hương Đất Việt do Tâm Múa Nữ thể hiện. Tiết mục thứ ba, ca khúc Tự Hào Hai Tiếng Việt Nam do Nguyễn Thắng và Tốc Múa Phụ Họa thể hiện. Tiết mục thứ tư, tác phẩm Tỉnh Đất Thổi Sáo của Sẻng Văn Mạ. Và tiết mục cuối cùng là liên khúc Chào Đầm Hà Ngày Mới, Bay Lên Việt Nam Huyền Thoại do Tốc Ca Nam Nữ và Tốc Múa Phụ Họa thể hiện. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Đừng hoa yêu thương trên đây.
Thank you.
Trên những câu chuyện vẫn dồn vang tiếng cười.